Chắc hẳn bạn đã từng nghe tới hình ảnh hoa sen thành tàu, bánh xe Pháp uy nghi hay vỏ ốc sa cư kỳ ảo trong các bức tranh Phật giáo. Thế nhưng, bạn có biết rằng bánh xe Pháp, một trong nhóm 8 biểu tượng tốt lành, tức bát bửu, được cấu thành từ trục, nan hoa và vành, tượng trưng cho 3 khía cạnh của Phật thuyết về đạo đức, trí tuệ và định lực. Để có cái nhìn toàn diện về các biểu tượng phong phú, những mô típ thần thoại cùng các nghi lễ bí ẩn và vẻ đẹp nghệ thuật độc đáo, cũng như những triết lý thâm sâu của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Kim Cương Thừa Tây Tạng, thì Butterfly tin rằng cuốn sách Sổ tay biểu tượng Phật giáo Tây Tạng là cuốn sách mà bạn nhất định phải có. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Butterfly Khám Phá. Nếu phải làm một series về góc khuất các nghề nghiệp, thì có lẽ chủ đề được đón nhận nhất sẽ là góc khuất của nghề làm Tổng thống tại Hàn Quốc. Một sự thật khiến chúng ta phải giật mình, đó là những người quyền lực nhất Hàn Quốc do chính người dân Hàn bầu ra, đa phần thì đều phải vào tù sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên, nếu không tính tới 6 vị tổng thống tạm quyền, thì đã có tới 9 trên 13 vị tổng thống của xứ sở Kim Chi phải vào tù vì nhiều tội danh khác nhau. Điều này thể hiện rằng các đời tổng thống của quốc gia này đều có rất nhiều vấn đề. Vậy thì những người đại diện cho Hàn Quốc đã vướng phải những vấn đề gì để phải vào tù khi còn chưa mãn nhiệm? Và liệu làm Tổng thống Hàn Quốc có phải là nghề nguy hiểm nhất thế giới hay không? Hãy để Battlecry trả lời với các bạn qua video ngày hôm nay nhé! Khởi đầu xui xẻo. Nhìn vào lịch sử của xứ sở Kim Chi kể từ khi lập quốc, chắc hẳn là nhiều người sẽ đổ lỗi cho Lee Sung-man, vị Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, và cũng là người đầu tiên phải sống lưu vong khi kết thúc nhiệm kỳ của mình vì bê bối tham nhũng. Đây đúng hơn là một khởi đầu quá xui xẻo, và nói một cách gở mồm thì nó là một điềm báo không lành cho cơn dịch bệnh mang tên Tổng thống đi tù. Lee Sung-man là một nhân vật vô cùng tàn bạo và tham lam quyền lực. Ông áp dụng chế độ độc tài để ngồi lên chiếc ghế Tổng thống đến 4 nhiệm kỳ, sẵn sàng đàn áp rất thẳng tay những người cánh tả và thậm chí là còn sát hại không ít nhân vật bất đồng chính kiến. Dưới thời của Lee Sung-man, bộ máy quản lý nhà nước thì còn dính líu quá nhiều tới nạn tham nhũng, mà điều đó thì lại do chính tay Lee Sung-man tạo ra. Lee Sung-man đã tạo ra rất nhiều khe hở tham nhũng để tạo điều kiện cho bộ máy quản lý đất nước, vốn là những chính trị gia thân cận với mình, ngày càng giàu lên, trong khi mà đời sống của người dân thì chẳng mấy tốt đẹp. Thời điểm đó, gần 30% dân số Hàn Quốc sống trong cảnh thất nghiệp, hàng hóa của Mỹ nhập vào liên tục, trong khi nền công nghiệp của đất nước thì không phát triển. Nhiều địa phương đói kém, trong khi quân đội thì luôn thẳng tay đàn áp các cuộc biểu tình. Cuối cùng, Lee Sung-man bị đảo chính và phải lưu vong tới Hawaii, sống tới năm 90 tuổi thì qua đời. Thế nhưng Lee Sung-man ít ra thì vẫn còn có một cái kết có hậu, trừ những chủ nhân tiếp theo của nhà xanh thì không. Ông thì tự tử, ông thì đi tù, thậm chí có ông còn bị ám sát. Có vẻ như cái rớp mà Lee Sung-man để lại là hơi nặng. Tổng thống tiếp theo của Hàn Quốc, Park Chung-hee, một người đàn ông có những đóng góp to lớn vào công cuộc hiện đại hóa Hàn Quốc, đưa đất nước này trở thành con hổ kinh tế ở châu Á và trên quy mô toàn cầu, thì cũng không tránh khỏi cái kết tồi tệ. Park Chung-hee đúng là đã mang tới một diện mạo mới cho nền kinh tế Hàn Quốc. Thế nhưng ông cũng bị chỉ trích vì đã bắt giữ và tra tấn những người bất đồng chính kiến. Ông đã tự ý sửa đổi hiến pháp để mình có quyền hành không giới hạn. Và ông Park bị chính giám đốc Cục Tình báo Quốc gia Hàn Quốc ám sát vào ngày 26 tháng 10 năm 1979. Sau khi ông Park Chung-hee bị ám sát, Thủ tướng Hàn Quốc thời đó là Chon Kyu-hwa đã tạm thời nắm quyền lực. Đến ngày 7 tháng 12 năm 1979, Thiếu tướng Chun Doo-hwan đã tổ chức đảo chính quân sự và trở thành vị tổng thống tiếp theo dưới ngọn cờ xóa bỏ tham nhũng và xung đột chính trị. Đặc biệt, ông nhấn mạnh vào việc đạt được một xã hội công bằng. Tuy nhiên, liêm thì khó, chứ liếm thì dễ lắm. Sau khi rời nhiệm sở vào năm 1988, Chun Doo-hwan đã bị sa lầy bởi một loạt những tranh cãi về cáo buộc tham nhũng. Dưới sức ép của làn sóng phẫn nộ từ người dân, ông Chun đã buộc phải sống lưu vong tại một ngôi chùa với vợ ở nước ngoài. Ông Chun Doo-hwan sau này cũng đã bị Tổng thống Kim Jong-sam tống giam và bị truy tố vì tội tham nhũng, nổi loạn và phản bội. Sau thời của Chun Doo-hwan, Roh Tae-gu, bạn thân của ông Chun Doo-hwan, cũng trở thành một vị tổng thống được bầu cử dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc. Roh Tae-gu đắc cử
nhờ vào việc Chu Do-hwan đã đi trước đón đầu, mua chuộc các chính trị gia phe đối lập. Ro Tae-gu đã kết thúc nhiệm kỳ vào năm 1993. Tưởng chừng như đã hạ cánh an toàn, thì bất ngờ 2 năm sau, ông bị bắt cùng với người tiền nhiệm vì tội danh tham nhũng hàng trăm triệu đô từ các chê bôn và đàn áp chính trị. Kết quả là hai ông 1-9-1-10. Cựu tổng thống Chun thì nhận án chữ, còn ông Ro thì khá hơn, chỉ đi tù 22 năm. Đúng là đôi bạn cùng tiến. Sau đời của Ro Tae-gu là các đời tổng thống gồm Kim Jong-sam, Kim Dae-jung, Ro Moo-hyun, Lee Myung-bak và Park Geun-hye. Tất cả đều bay khỏi ghế tổng thống vì cùng một lý do là tham nhũng. Và mới đây nhất, tổng thống Jun Suk-yeol cũng đang phải đối mặt với khá nhiều nguy cơ do đệ nhất phu nhân Kim Geun-hye nhận quà biếu là một chiếc túi xách Dior hàng hiệu, và nó dấy lên nghi ngờ rằng ông cũng cắn một ít hối lộ. Có thể thấy rằng nhiều người thì vẫn luôn đổ lỗi cho Lee Sung-man mở bát xui xẻo. Thế nhưng mà thực ra thì làm gì có cái xui nào. Việc phải sống lưu vong, đi tù hay tự tử, tất cả những bê bối trên đều do các đời tổng thống Hàn Quốc dính líu tới tham nhũng. Vậy thì tính ra nghe tổng thống Hàn Quốc có nguy hiểm hay không? Xin thưa là nó thì cũng bình thường như cơn đường hộp sữa vậy. Đến cả tổng thống Mỹ như Kennedy hay Lincoln còn bị ám sát thì đi tù đã là cái gì? Nên nói cho đúng thì nghe tổng thống tại Hàn Quốc nguy hiểm là vì các ông không kiểm soát được cái mồm, đớp no căng bụng, nạn tham nhũng quá nhiều mà thôi. Sự chi phối của chaebol. Nếu nói bê bối của các đời tổng thống Hàn Quốc chỉ xuất phát từ lòng tham của họ thì cũng chưa hẳn đã đúng. Mọi thứ phức tạp hơn vậy rất nhiều. Tại Hàn Quốc có một tầng lớp chỉ chiếm 1%, thế nhưng lại chi phối cả xã hội. Đó là các chaebol, hay gọi theo tiếng Việt là các nhà tài phiệt. Các chaebol này là những tập đoàn lớn mang tính chất cha truyền con nối, nắm giữ lên tới 80% tỷ trọng của nền kinh tế Hàn Quốc. Có thể kể tới một vài cái tên tiêu biểu của nhóm này như LG, Samsung, Hyundai, SK Telecom. Theo một thống kê vào năm 2015, cho thấy chỉ tính riêng 5 chaebol đứng đầu đã kiểm soát tới 58% GDP của toàn Hàn Quốc. Quyền lực của các chaebol thậm chí còn đứng trên pháp luật Hàn Quốc, dù những bê bối của họ thu hút sự chú ý của dư luận. Nếu như bạn thắc mắc các vị tổng thống Hàn Quốc nhận hối lộ từ ai, thì chaebol chính là đáp án cho câu hỏi này. Chính xác thì mối quan hệ của các chaebol và chính phủ là đôi bên cùng có lợi, tức là tôi ăn thịt bò Kobe thì ít nhất bạn cũng phải được ăn đủ lợn muối. Kể ra một vài điển hình về việc chaebol dâng mỡ tới miệng mèo thì có thể nhắc tới vụ bê bối khiến cho bà Park Geun-hye bị kết án tham nhũng vào năm 2017. Phó chủ tịch Samsung khi đó, Lee Jae-jong, đã bị cáo buộc là dùng hơn 37 triệu đô để đổi lấy sự hậu thuẫn của chính phủ nhằm củng cố quyền lực cho mình tại tập đoàn. Các ông trùm chaebol Hàn Quốc chỉ thỉnh thoảng mới bị điều tra và truy tố, và thường thì họ có thể hoạt động mà không bị trừng phạt. Ví dụ như chủ tịch Samsung Lee Kun-hee từng bị kết tội tham nhũng 2 lần, nhưng đều được chính phủ ân xá do những lo ngại về ảnh hưởng tới nền kinh tế Hàn Quốc trong tương lai. Năm 2008, Lee Kun-hee bị kết tội gian lận trốn thuế, thế nhưng đã được tổng thống khi đó là Lee Myung-bak ân xá và chỉ bị phạt tiền. Nhìn chung, chính phủ Hàn Quốc chưa bao giờ tách rời với các chaebol, thậm chí là có phần khom lưng trước họ. Chính phủ cần chaebol vì lợi ích kinh tế, còn chaebol thì nhờ vào đó mà ngày càng tự do trước pháp luật. Các nhà lãnh đạo chính trị Hàn Quốc muốn trở thành chủ nhân của nhà xanh đều phải có mối quan hệ thân thiết với các chaebol. Chúng ta có thể đơn giản hóa mọi chuyện như thế này. Nếu muốn thắng cử và được bầu vào vị trí tổng thống, các chính trị gia ngoài lấy lòng được người dân thì phải có sự ủng hộ từ các nhà tài phiệt, bởi vì quyền lực của họ luôn chi phối mọi thứ. Thực tế là các tập đoàn tài phiệt lớn cũng luôn tìm người đại diện về chính trị, cuối cùng là thâm nhập vào phủ tổng thống để tác động, ép buộc chính quyền đưa ra những chính sách có lợi cho sự tồn tại và phát triển của họ. Vì trên hết, sự bảo trợ từ các chính trị gia sẽ giữ một vai trò quan trọng trong sự đi lên của họ. Do đó, họ không ngần ngại mà đút lót cho các chính trị gia, thậm chí là mời các tổng thống ăn. Nhưng ăn thế nào cho an toàn thì tự biết, đừng để bị phanh phui, và khi vỡ lở thì đó là chuyện của các chính trị gia, họ không can dự. Nhìn rộng ra từ vấn đề này, chúng ta có thể sơ bộ hiểu được
rằng chính trị Hàn Quốc có một tầng đứt gãy, gọi là khuất thì không hẳn là khuất, nhưng lộ sáng thì cũng không hẳn. Nó là một vùng xám giữa chính trị tài phiệt và nền tư pháp độc lập. Mà cũng chính ở đó, nó tạo nên hai luồng áp lực vô hình lên một vị tổng thống. Đó là nếu chấp nhận ăn hối lộ thì có nguy cơ sẽ đi JL Party trong tù giam. Còn nếu không chấp nhận ăn hối lộ thì làm gì có cơ hội thăng tiến. Nhìn chung là rất khó để lựa chọn giữa liêm hay liếm. Mà như các bạn thấy rồi đấy, nhiều đời tổng thống Hàn Quốc chọn liếm hơn là liêm, vì họ buộc phải lấy lòng các chaebol nhằm mục đích là tại vị lâu hơn. Nằm trong top những cuốn sách bán chạy nhất hạng mục nghệ thuật và nhiếp ảnh tôn giáo trên Amazon, sau 8 năm miệt mài nghiên cứu với những hình ảnh minh họa được vẽ tay tỉ mỉ, độc quyền bởi tác giả Robert Beer, bạn sẽ được khám phá nghệ thuật Tây Tạng đầy lộng lẫy, tinh tế, được chiêm ngưỡng vẻ đẹp sống động của những bức tranh, tượng Phật, những món đồ tạo tác mang đậm dấu ấn và văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Cuốn sách này không chỉ dành cho những ai đam mê Phật giáo, mà còn là món quà tuyệt vời dành cho các nghệ sĩ, các nhà thiết kế, những người yêu thích nghệ thuật văn hóa phương Đông. Cuốn sách sẽ dẫn dắt bạn tới những giá trị tinh thần cao đẹp của Phật giáo, giúp bạn tìm thấy sự bình an về nội tâm và khám phá con đường giác ngộ trong chính bản thân mình. Tổng thống hay quân cờ của chaebol? Thế nhưng từ đây thì lại nảy sinh thêm một vấn đề nữa. Đó chính là tại sao đã cho các chính trị gia ăn, thế nhưng các nhà tài phiệt lại không tìm cách bảo vệ họ khi bị phanh phui? Cái vấn đề này thì quả thực là rất dễ để giải thích. Nó nằm ở bản chất nền chính trị của Hàn Quốc, chính trị theo kiểu đấu trường. Chính trường Hàn Quốc từ lâu luôn bị chi phối bởi những hận thù và tức giận, nên trở thành võ đài của các võ sĩ giác đấu. Mà tại đó, các đối thủ chính trị luôn thu thập các bằng chứng đen tối của nhau. Và khi cảm thấy nó đã đủ để cho đối thủ một cú chí mạng, thì họ sẽ âm thầm tung ra. Các tân tổng thống của Hàn Quốc dường như có sở thích tấn công người tiền nhiệm nhằm hạ bệ uy tín của họ và mở ra các cuộc điều tra hình sự nhắm vào khối tài sản của những người này. Từ đó, tạo ra một vòng xoáy trả đũa chính trị mà khuynh hướng lệch lạc. Chúng ta có thể nhìn thấy vấn đề này rõ ràng nhất trong cuộc bầu cử năm 2022. Giữa một bên là tổng thống đương nhiệm Jun Suk-yeol và đối thủ của ông Lee Jae-myung. Truyền thông Hàn Quốc khi đấy coi cuộc bầu cử này là cuộc đối đầu của những kẻ khó ưa. Và trong cuộc bầu cử đó, ông Jun đã thắng với tỷ lệ chỉ hơn đối thủ một chút. Và ngay sau đó, một cuộc đấu thù địch giữa hai bên đã được nổ ra. Phe đối lập với ông Jun thì cho rằng ông dành quá nhiều ưu đãi cho giới tài phiệt và lớp người giàu, mà quên đi từng lớp bên dưới của xã hội, chuyên dùng các biện pháp trấn áp để đối phó với dư luận. Ví dụ như vụ các công tố viên và cảnh sát được cử tới khám xét trụ sở của một tờ báo vì là cáo buộc lan truyền tin giả, hay một đài truyền hình bị cảnh cáo vì không để danh hiệu đệ nhất phu nhân trước tên vợ của ông Jun. Cận vệ của ông Jun thì từng khống chế và trục xuất nghị sĩ đối lập cũng như đám đông sinh viên khi họ la hét phản đối ông trong một số sự kiện. Đối thủ của ông Jun cũng chẳng khá hơn là bao khi cũng từng bị mang ra soi mói, từ việc bị cho là dân túy, mưu mô với những hợp đồng tham nhũng và tìm cách loại hết đối thủ trong đảng để củng cố quyền lực. Cùng với đó là bị điều tra vì tham nhũng và chuyển tiền sang Triều Tiên nhằm quảng bá tăng cường giao lưu kinh tế tỉnh Gyeonggi. Vậy thì chính trị theo kiểu đấu trường như vậy đã để lại những tác động gì lên xã hội Hàn Quốc, và liệu rằng nó có ổn hay không? Chúng ta hãy cùng đến với sự kiện chấn động ngay sau đây. Đó là vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 2024, ông Lee Jae-myung bị tấn công khi đang tham dự một sự kiện tại Busan và phải nhập viện trong tình trạng bị thương ở cổ. Những hành vi bạo lực như thế này không có gì lạ ở Hàn Quốc, khi rất nhiều tổng thống hoặc ứng cử viên tổng thống khác đã bị đe dọa ám sát, thậm chí là tung tin đồn tham nhũng nhằm hạ bệ thanh danh của họ. Trong những năm gần đây, hiện tượng chính trị bạo lực cũng như sự lan rộng của trào lưu chính trị thanh trừng và chính trị thù địch trong xã hội Hàn Quốc đã đe dọa nghiêm trọng tới sự đoàn kết quốc gia và ổn định xã hội của Hàn Quốc. Và với văn hóa đó, chính trị Hàn Quốc thực chất chỉ lấy mục tiêu thắng cử là cao nhất, có những lời hứa khi tranh cử chỉ là thứ yếu. Trong các cuộc bầu cử cạnh tranh khốc liệt, các phe phái thường tập trung vào việc tìm kiếm và tấn công điểm yếu, lịch sử đen của nhau. Có thể thấy rõ ràng rằng trừ 4 đời tổng thống thực sự là liêm chính ra, thì hầu như các vị tổng thống từ khi còn đang tranh cử cho tới khi tạ nhiệm
đều bị các đối thủ chính trị của mình thu thập bằng chứng về việc tham nhũng. Và điều họ cần làm đó chính là đợi tới cuối nhiệm kỳ, khi mà cuộc chiến giành ghế tổng thống đang lên cao, thì âm thầm gửi các bằng chứng cho phía công tố. Nó gần như là một điểm chung những cách mà các đời tổng thống Hàn Quốc bị đi tù, bị phanh phui vào cuối nhiệm kỳ trước khi cuộc bầu cử mới diễn ra. Và chính vấn đề này đã tạo nên những mâu thuẫn xã hội to lớn. Một cuộc bầu cử tại Hàn Quốc thường là một cuộc đối đầu giữa hai đảng phái. Khi cuộc bầu cử tới gần, các phe phái còn lợi dụng mâu thuẫn của xã hội để mà lôi kéo cử tri. Và còn cách gì hay hơn là tạo ra một cuộc mâu thuẫn xã hội với những bê bối nhắm vào người đại diện của đảng mà họ ủng hộ sắp sửa bước lên bậc tranh cử. Tới khi này, người dân thì lại có xu hướng lựa chọn bên nào ít bê bối hơn thì sẽ bầu cho bên đó. Vô hình chung, cuộc bầu cử tới giai đoạn nóng bỏng nhất không phải nằm ở vấn đề là các chính sách của đảng nào làm vừa lòng người dân hơn, mà là đảng nào ít bê bối hơn. Do đó, mới có chuyện cứ tới gần thời gian bầu cử là có tin tổng thống này tham nhũng, tổng thống kia ăn hối lộ. Tất cả nhằm mục đích là chiến thắng và hạ bệ lẫn nhau. Tổng kết lại tại đây, về bê bối của các đời tổng thống Hàn Quốc, chúng ta có thể nói như thế này. Thật ra là không có ai liêm khiết cả, và ai thì cũng phải liếm. Tuy nhiên, việc liếm ở Hàn Quốc nó tạo ra những hệ quả chính trị và xã hội rất phức tạp. Người ở trên bục vinh danh thì muốn duy trì quyền lực nên đành phải ăn hối lộ và hợp tác với các chê bồn thông qua việc đôi bên cùng có lợi. Trong khi đó, người tìm kiếm vinh quang thì lại ra sức để hạ bệ đối thủ thông qua việc làm lộ các scandal tham nhũng của họ vào giai đoạn cuối nhiệm kỳ hoặc khi bầu cử sắp tới. Vậy thì ai mới là người được lợi? Không phải là người dân, mà đó là những người âm thầm quan sát cuộc vui từ trong những góc khuất mà chẳng ai để ý tới. Vâng, đó là các chê bồn. Ai thắng, ai thua chẳng quan trọng. Quan trọng là khi có một vị tân tổng thống bước lên, họ sẽ lại tiếp tục chiến thuật: tôi cho bạn ăn, nhưng nhớ là đừng để bị lộ đấy. Chê bồn, đó mới là bên tồn tại duy nhất trong các vụ bê bối các đời tổng thống của Hàn Quốc.